Hiện nay, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng trở nên cấp thiết, từ đó các cơ sở y tế ngoài công lập cũng được hình thành và phát triển. Tuy vậy, nhiều nơi vẫn chưa đáp ứng được hết các nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân, đặc biệt là nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao với trang thiết bị hiện đại và dịch vụ tốt. Thấu hiểu được vấn đề đó, Bệnh viện Đa khoa Bố Hạ được thành lập từ năm 2010 đã trở thành điểm đến tin cậy, phục vụ hầu hết các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của bà con nhân dân tỉnh Bắc Giang nói riêng và các khu vực phía Bắc nói chung. Ngay từ ngày đầu thành lập bệnh viện, ban lãnh đạo bệnh viện có một tâm nguyện, đó là thiện tâm vì người bệnh và hạnh phúc cho cộng đồng. Để thực hiện tâm nguyện đấy thì ban lãnh đạo bệnh viện trong thời gian tới sẽ có một số những định hướng để phát triển bệnh viện. Một, đó là nâng cao chất lượng của đội ngũ nhân viên y tế. Hai là hiện đại hóa cơ sở vật chất. Ba là bệnh viện sẽ áp dụng công nghệ thông tin vào trong hoạt động quản lý bệnh viện. Bốn là kết hợp điều trị y học cổ truyền và y học hiện đại. Năm là hướng tới người bệnh làm trung tâm. Sáu là kết hợp cùng với các bệnh viện trên địa bàn, bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương. Với đội ngũ bác sĩ có chuyên môn cao và cơ sở vật chất tiên tiến, hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Bố Hạ đang không ngừng phát triển với phương châm cốt lõi là thiện tâm vì người bệnh, hạnh phúc cho cộng đồng.